Kính chào quý vị và các bạn. Trong hai ngày tiếp theo, hầu hết các tỉnh thành tại Đông Bắc Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ chiều tối và đêm ngày 30 tháng 4, khu vực xuất hiện mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ trong ngày mùng 1 tháng 5 sẽ giảm mạnh. Phía Tây Bắc Bộ tình trạng nắng nóng sẽ khắc nghiệt hơn trong hai ngày cuối tháng 4. Khu vực duy trì nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi cao hơn. riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình sẽ có nhiệt độ cao nhất lên tới 39 đến 42 độ, có nơi cao hơn. Sang đến ngày mùng 1 tháng 5 nắng nóng sẽ dịu đi nhiều khi nhiệt độ giảm về mức 32 đến 35 độ lúc trưa chiều. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng đặc biệt gai gắt trong hai ngày tới, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ, có nơi cao hơn. Sang ngày 1 tháng 5, nắng nóng sẽ dịu đi khi nhiệt độ giảm từ 4 đến 5 độ. Trong hai ngày tới, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng nóng đặc biệt gai gắt ở phần phía Bắc, với nhiệt độ cao nhất là 39 đến 42 độ, Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, mức độ nắng nóng không mạnh như phần phía Bắc. Sang ngày đầu tháng 5, nắng nóng dịu đi trên toàn khu vực. Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết những ngày tới vẫn chưa thấy có dấu hiệu biến đổi so với những ngày đã qua, nắng nóng và khô hạn vẫn còn tiếp tục kéo dài. Ban ngày nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở khoảng 34 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ. Nam Bộ duy trì thời tiết nắng nóng, khô hạn ban ngày có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất là 34 đến 37 độ. riêng miền đông nam bộ còn nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao hơn. về chiều tối và đêm mưa rào và rông có thể xuất hiện vài nơi tuy nhiên với lượng không nhiều.